quả thật là khu vực gần cái chùa Thiên Mụ á của Huế á, có rất là nhiều cái câu chuyện đang xen mà trên đường đi Lâm vô tình góp nhặt được của những cái cánh tài xế taxi. Hẹn là trong một cái video clip khác Lâm sẽ kể lại cho các bạn nghe những cái huyền ảo, những câu chuyện xung quanh những cái điển tích này. Rồi mong là các bạn cùng theo chân của mình đi đến chùa Thiên Mụ. Welcome to Thiên Mụ Parada. Mượn ai chụp gia đình một con cái. Hiện tại chúng ta đang đi ở sân sau, sân vườn của tháp chùa Thiên Mụ. Và nhiệt độ hiện tại rất nóng, mặc dù trời đã về chiều. Thì Lâm thấy nhiệt độ ở Huế cơ bản là nóng hơn ở miền Tây khoảng 2-3 độ, rõ rệt. Các bạn trước khi đi Huế thì hãy sửa soạn cho mình những cái trang phục nào mà mỏng, mát mà lại có thể tránh nóng được nha các bạn.
chúc các bạn những cái xem những video clip từ cuộc sống miền Tây thật là vui vẻ. Rồi cảm ơn các bạn.